tấm ốp nhựa phù SA và tấm ốp mái hiên là hai vật liệu mình sử dụng ở ngoài trời. Và hai vật liệu này thì đang là xu hướng để mình sử dụng để ốp tường, ốp trần cho khu vực ngoài trời, hoặc là mình ốp mái hiên hoặc là ban công ở ngoài trời thì đều là cực kỳ là đẹp nha. Và với hai cái dòng này thì có rất là nhiều ưu điểm cũng như là về mẫu mã, kích thước cũng như là giá thành. Tuy nhiên thì tấm ốp gỗ nhựa phủ ASA và cái tấm ốp mái hiên này có rất là nhiều điểm giống nhau và khác nhau. Nhưng không phải ai là cũng biết. Anh chị em nhà mình cùng theo dõi hết video để phân biệt được tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời phủ ASA và cái tấm ốp mái hiên này nhé. Thứ nhất là về điểm giống nhau, tấm ốp phủ ASA và tấm ốp mái hiên này thì bề mặt thì đều là mô tả như gỗ tự nhiên nhé. Và trọng lượng của hai cái tấm này thì đều rất là nhẹ luôn nha. Thành phần được làm từ bột gỗ kết hợp với hạt nhựa, cho nên là mình sử dụng ở ngoài trời ấy, mình sẽ còn thấy mùi thơm thơm của gỗ nữa. Và thi công hai dòng này thì đều mình sử dụng một cái con ke lắp vào cái hèm âm của tấm. Và sau đó mình sẽ khoan bắt vít cố định lên hệ khung xương. Cả hai dòng này thì đều có những ưu điểm vượt trội. Thành phần thì có cả hạt nhựa cho nên là chống ẩm mốc, chống cong vênh và chống mối mọt. Mình sử dụng ở ngoài trời là thì vô tư thoải mái nha. Và bề mặt của hai cái dòng này thì đều là vân 3D, cho nên là khi mà mình ốp ở trên khu vực của nhà mình ấy thì sẽ tạo độ thẩm mỹ và mô tả như là gỗ tự nhiên. Và điểm khác nhau của hai dòng vật liệu này như thế nào thì anh chị em theo dõi hết video nhé. Đối với gỗ nhựa phủ ASA thì bề mặt được phủ một lớp ASA như thế này. Đây, các anh chị em có thể nhìn thấy. Khi mà mình tiếp xúc với thời tiết nắng mưa ở ngoài trời ấy, thì mình sẽ không lo bị bay mất cái màu vân ở trên bề mặt này đâu nha. Và giữ được cho bề mặt màu vân này hoàn toàn trong cái thời gian dài. Còn đối với tấm ốp mái hiên ở ngoài trời ấy, thì bề mặt thì sẽ không được phủ một lớp ASA. Bề mặt sau và bề mặt bên trên luôn là đồng cốt nhá. Cho nên là tỷ lệ bay màu của cái tấm ốp mái hiên ngoài trời này sẽ cao hơn so với tấm ốp phủ ASA này nha. Thứ hai đó chính là về độ thẩm mỹ. Đối với cái tấm ngoài trời phủ ASA này, nhà Haroma thì có 6 màu. Còn đối với cái tấm ốp mái hiên ngoài trời này thì nhà Haroma chỉ có 3 màu thôi. Và em Kiều trên đây thì có 2 màu trước và còn 1 màu ở trong kho nữa. Thứ ba đó chính là độ bền của sản phẩm. Vì cái tấm ốp phủ ASA bề mặt thì được phủ một lớp ASA rồi, cho nên là độ bền của cái tấm này sẽ hơn hẳn so với cái tấm ốp mái hiên nhé. Và độ bền của cái tấm ốp phủ ASA này nhà máy đưa ra là từ 15 cho đến 20 năm. Và độ bền của cái tấm ốp mái hiên này chỉ từ 5 năm cho đến 7 năm thôi. Và cái quan trọng cuối cùng đó chính là về tỷ lệ bay màu. Tỷ lệ bay màu của tấm phủ ASA này chỉ 5%. Và độ bay màu này chỉ thay đổi ở 3 tháng đầu tiên. Và sau 3 tháng đó thì cái độ bay màu của nó sẽ ổn định lại nhé. Và trong suốt quá trình sử dụng thì cái tấm phủ ASA này thì sẽ không bị bay màu nhiều so với cái tấm ốp mái hiên ngoài trời. Và tấm ốp mái hiên ngoài trời này thì độ bay màu của nó là từ 5 cho đến 10%. Vừa rồi thì em cũng đã nêu đặc điểm của hai cái tấm ốp này. Và anh chị em nào mà còn câu hỏi thắc mắc ấy, thì hãy để lại comment ở bên dưới và đội ngũ nhà Haroma sẽ tư vấn chi tiết nhé. Và đừng quên follow kênh để cập nhật xu hướng vật liệu mới nha.